trở lại, và một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau. Cùng năm tháng còn âu thơ, và ngày hôm nay anh như đứa trẻ qua ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Hôm nay em chọn này em suy nghĩ, đó là tại vì trong này có câu có vai anh và vai em, thì hai bạn không biết thế nào đây, nhưng mà em xối em hơn. Dạ bạn. Có thể sẽ thay vai anh cho em được, em đã bớt sự lo lắng rồi. Tình yêu đâu chưa xa xăm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường, dường như là vẫn thêm không trở lại, và mai là như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bên anh như ngày hôm qua. Hay quá, hay quá. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau. Cùng năm tháng còn âu thơ, và ngày hôm nay anh như đứa trẻ qua ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em, cô gái đến khán giả tại trường quay. Chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Thời gian 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Xin chào em. Dạ vâng ạ. Đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến các anh chị khách mời. Em chào anh Bạch Công Khanh và Jenny xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua sóng truyền hình. Tiếng hát của Jenny rất là đặc biệt. Anh Nguyễn Văn Trung, anh có nghĩ vậy không? Anh cảm thấy rất là xúc động với tiết mục này. Bởi vì thứ nhất, đây là một bài hát rất là hay. Và thứ hai, nếu như Quỳnh là cái cô gái của ngày hôm qua thì Trini là cô gái của bây giờ, và làm cho Trung đang có cái cảm giác là cô gái này đang đối thoại với chính mình của ngày hôm qua, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Bởi vì cái giọng hát của Trini
nó rất là sâu lắng, nó rất là da diết và nó rất là từng trải. Và khi nghe hai bài hát rõ ràng chúng có cái cảm giác như vậy và chúng thấy xúc động về cái điều đó. Một cô gái trải qua vui buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Và khi mà nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính cái thanh xuân của mình, ngày tươi trẻ và bây giờ mình đang hiện tại, mình vẫn đang hài lòng với cuộc sống của mình. Xin chúc mừng cả hai bạn, tuyệt vời. Thế còn Nguyễn Hoàng Duy anh nghĩ gì? Anh thấy là bạn anh vừa quay lại là bạn anh rồi đó. Chính rất là sâu sắc. Rất hay, rất hay. Hai bạn thực sự là rất là hòa quyện vào với nhau. Trini có cái quãng giọng của em rất là hay. Nói chung là cả ba người tụi anh đều được em chinh phục. Chúc mừng cho hai bạn hôm nay, tiết mục này rất tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Duy ạ. Và chính anh Quang Hà cũng đã phải đứng lên vỗ tay cho Trini. Ngày hôm nay, cái vị tiết mục này Hà đứng lên để Hà có thể thưởng thức trọn vẹn, có thể đua đưa, có thể hát theo, hòa nhập theo cái giọng hát của hai bạn. Đó là một tiết mục Hà thấy nghĩ rằng là hoàn toàn là xứng đáng. Cảm ơn Quang Hà. Và Khánh hy vọng rằng Song Ca Giấu Mặt sẽ là một cái nơi mang tiếng hát của bạn ngày càng gần hơn nữa. Dạ vâng, em cũng mong thế. Bây giờ hát tặng cho chúng tôi thêm một câu trong một ca khúc khác ngoài ca khúc này trong số 8 bài hát được không nào? Có hai ca khúc mà em rất là trông đợi để được trình bày. Đó là một là ca khúc này, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và thứ hai là bài Người Hãy Quên Em Đi. Cho phép em được thể hiện một phần nhỏ ca khúc đó. Xin mời Trini. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn thì hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy yêu em đi. Cảm ơn Trini rất nhiều. Chồng son đã nuôi lòng ước mong, thương vợ chồng ta cùng tác biển đông. Hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ, hò lơ hò lơ. Vợ chồng ta cũng tác biển đông.
chồng son đã nuôi lòng ước mong. Thuận vợ chồng ta cũng ta biết đâu. Hò lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ. Hò lơ, hò lơ lơ. Quý vị khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bắt đầu bình chọn. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Quốc Đại cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào Ngọc Châu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Em chỉ để ý một chi tiết thôi anh. Dạ, con bé nó hát mà nó cứ quay qua. Dạ, anh chào chú. Dạ, chú con hát nha. Đó, kiểu vậy đó anh. Liên tục luôn anh. Đây là lễ phép. Dạ. Trời ơi, đi đâu cho thiếp theo cùng mà hổn cái là quánh liền. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh. Thế còn chị Khánh Ngọc thì sao? Hôm nay cái tiết mục này nó quá dễ thương, nó nhẹ nhàng. Có một cái sự nền nã, một cái sự trong trẻo đáng yêu của cô gái Ngọc Châu. Và cái sự dìu dắt của anh Quốc Đại rất là tuyệt vời à. Cảm ơn chị rất Khánh Ngọc ạ. Thế còn Hồ Trung Dũng thì sao? Anh có gặp một cái áp lực nào sau khi xem xong ba tiết mục song ca không? Thực ra là không, tại vì là đây là tiết mục đầu tiên, nãy giờ mình không có yếu tố là cưa cẩm ở đây. Cái sự vững chắc của em cũng như là phong thái của em nó rất là làm cho mình rất là dễ chịu, và đặc biệt là anh thích cái nụ cười của em, nó rất là tỏa nắng, rất là sáng sân khấu. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng cũng như là các khách mời còn lại. Nếu vắng em một ngày thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có em bên mình hẳn là năm tháng ý xuân công ta. Nếu thấy em lo buồn thì lòng này còn buồn hơn. Nếu anh thiếu em một ngày
nhiều rồi. Nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có em bên mình, hẳn là năm tháng ý xuân không tàn. Nếu thấy anh lòng buồn thì lòng này còn buồn hơn. Lòng và trong tình yêu của thời niên thiếu, nhìn bầu trời theo đây sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quên biết nhau một ngày để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời, giữa phút giây ban đầu và trên tuyệt sự tình yêu, giữa phút giây ban đầu và trên tuyệt sự tình yêu. Sẽ là thời gian bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Hai bộ đồ giống màu nhau. Đâu có biết đâu, thích ăn bánh cốm thì mặc màu xanh cốm thôi. Hả? Ngày rất là đều nhau nha. Không, cái này là không, tâm không, linh tương thông. Em hiệp thấy rõ ràng là nhảy là đều nhau. Dạ không, tại vì có cái nhịp sẵn. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình nha. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị ban giám khảo cùng anh MC và tất cả các bạn có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Phương Thảo ạ. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em là người con của Quảng Ngãi ạ. Ủa? Gần luôn. Đó. Anh ở đâu? Anh Quảng Nam, Đà Nẵng. Anh hay nhận người quen quá. Dạ, thêm một thông tin trùng hợp nữa rồi đó quý vị ơi. Ở gần nhà nhau. Dạ, nhận vậy thôi chứ Quảng Nam với Quảng Ngãi nó vẫn xa lắm ạ. Mặc dù là cái sự phối hợp của hai anh chị một tiết mục rất là ăn ý với nhau, nhưng mà em vẫn tin đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Yeah. Và bởi vì thực sự là em là rất thích màu xanh chuối. Nếu em biết chị này mà mặc xanh chuối là em chọn chị rồi đó. Chứ đâu đến lượt anh Nam Cường. Ôi em làm gì tới cơ phiên anh chỉ qua tới Cường là cảm ơn Gấm rất nhiều. Giọng hát rất là nội lực. Dạ. Hát rất là chắc. Và vũ đạo, bạn có vũ đạo nữa. Cho nên là bạn nếu mà đi theo cái con đường gọi là giải trí thì rất là phù hợp và rất dễ lấy được khán giả. Bởi vì cái năng lượng ở bên trong bạn có để có thể thu hút được người khác mà tới với bạn. Thật sự là khi mà em bước ra có nói ôi trời, sao màu xanh luôn vậy. Em guộc tôi hay quá, tín hiệu nhận được hay quá. Và khi em bước xuống biểu diễn nữa thì đúng như Nam Cường nói, cái phong thái của em rất tự nhiên, rất bản lĩnh sân khấu. Và em đã biết nhìn và biết nghe để lần đầu tiên kết hợp cùng Nam Cường. Mà cái sự biểu diễn của em nó cũng ghê gớm và dữ dội, tạo nên một đêm thật là huyền diệu. Dạ. Yeah. À, không biết cảm nhận của Long Nhật thì sao? Từ đầu chương trình đến bây giờ, sự thật là Long Nhật ngồi ở đây và cả một thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của Long Nhật nó ùa về. Và hôm nay các em biến cả buổi sân khấu của sóng cả giọt mặt thành một cái đêm huyền diệu. Mà Long Nhật ngồi ở đây cảm giác mình đang đi làm mỗi đêm của cái thời mà nhỏ nhỏ bằng mấy đứa đó. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Nam Cường và Phương Thảo rất nhiều. Mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng số 2. Bây giờ sẽ là tiết mục đổi thay. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trong biển khơi sao
không quay về để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong mỏi mòn nhạt điều ân ái nay còn đâu. Thật đơn đau trái ngang lòng tôi mang cùng cối đá tôi chết giữa ngàn khơi giọt đắng cay thấm tan vào không gian hòn đá vỡ trắng tan đời ngã chàng trai này nhé, xin chào bạn. Hello, tôi viên cho phép Akiko xin đến quý vị có mặt trong tối hôm nay. Lời chúc khỏe, lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Akiko. Khi mà ngày hôm nay em bước ra em hát, trời ơi là mọi người em vừa cất tiếng hát một cái thôi, anh Nghĩa, Bạch Công Khanh bốn người nhìn nhau hả? Thu âm sẵn hả? Ủa sao cái gì mà giọng dép hả? Cái giọng gì mà cao vậy?
Cái sau đó anh còn có một cái sự thách thức ngấm ngầm trong đầu. Để coi, để coi bây giờ nó mới vô nó hát cái tông cỡ này chắc là điệp khúc, điệp hát lòn xuống. Anh quay qua nói chắc là điệp khúc em nó sẽ hát lòn xuống. Lúc đó em còn gì nè, chứ còn gì nữa. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Bé vừa hát lên cao mà cái em với anh Nghĩa đâu còn nhìn nhau nữa. Em đi hát lâu năm chưa Khoa? Giờ em chia sẻ thật là em đi hát thì đi hát, em bắt đầu đi hát thì là được gần 10 năm. Wow. Nhưng mà em hát thì khác. Tại vì bây giờ em mới đi con đường chuyên nghiệp thôi. Ủa, chứ trước đây em đi con đường nào? Trước đây em bán kẹo kéo anh. Là đi hát kẹo kéo bên ngoài đúng không? Dạ vâng. Và cũng hy vọng rằng song ca giấu mặt sẽ là một cái bước đệm giúp cho tiếng hát của Aki Khoa ngày càng đến gần hơn với quý vị khán giả. Chia sẻ của anh Nam Cường ạ, xin mời. Khi mà bạn bước ra bạn hát á, Cường cảm nhận được và Cường thấy được có một điều gì đó hơi lo lắng ở trong bạn. Có, Cường có quay qua Cường nói với Khanh. Tại vì thấy cái điều đó, bạn cũng có một chút áp lực khi mà bước ra cái sân khấu này. Và mọi thứ đã tan biến khi mà bạn lên những cái nút cao á. Bạn là một cái người có cái màu giọng rất là đẹp và cái quãng giọng cũng rất là cao để có thể chinh phục nhiều cái ca khúc khác nhau. Dạ vâng, cảm ơn các nghệ sĩ khách mời một lần nữa. Trời đất ơi, số bấm một 7. Bây giờ sẽ là khoai dấu cuộc tình. Xin mời anh Nguyễn Đình Vũ. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, kiếp đau thương người đi rồi. Bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong, mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn may sớm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối xi vắng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong, mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mây sớm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối di vãng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài,
lang thang đường về mưa khơi. Còn gì đâu em hãy từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng. Em ơi mình đành vỡ tan. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng. Con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Một tiết mục rất tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả nhớ dành tình cảm yêu thương cho em cũng như anh Vũ nha quý vị. Thời gian đã hết, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, trước tiên thì em xin được chào 4 vị khách mời, cũng như là anh Nguyễn Đình Vũ, cũng như là MC chương trình anh Bạch Công Khanh. Em là Lưu Quốc Việt, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận, nhưng mà quê hương của em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Lẽ ra hồi nãy á, lúc mà Việt hát là anh rớt nước mắt rồi. Nè, bởi vì cảm xúc quá, tự nhiên quay qua dòm tới em một cái giọt nước mắt nó thụt ngược ra vô nha. Cái gì vậy trời, bên đây người ta đang hát say đắm truyền cả bên đây cái mặt. Anh ơi, cuộc tình xưa thì em phải làm em diễn giải thôi. Mây sáng nắng kéo nhau về là mình phải làm sao? Mình thì phải đó, làm mây về buồn liên nó phải như vậy. Thì nhờ em làm như vậy thì cuộc tình em mới thành cuộc tình xưa đó em. À, biết không? Nghe cái giọng của Việt hát mình thấy nó đầy đặn, nó hay và nó đầy cảm xúc và nó bắt miết, mặc dù hát cái tông thấp nhẹ như vậy, trầm như vậy, rất là hay. Cái giọng của em rất là đẹp mà gặp cái bài này anh cũng thích nữa. Tại vì chị thấy em bước xuống em có cảm giác như cái mặt em rất là lo. Chị cũng nghĩ là không biết cậu này có giọng hát có hát được hay không. Thì khi mà em đã điều chỉnh được cái mặt của em và bắt đầu cảm xúc của em vô cái thì em cất lên cái giọng hát của em. Rồi chị nói là bé này hát hay quá và chị chúc mừng cái phần trình diễn của em. Và bây giờ sẽ là Sóc Sờ Bay Sóc Trăng thưa quý vị. Bà con cô bác ơi, em tới nữa rồi đây. Tuần trước là Út Mén dắt em đi thăm các tỉnh miền Tây, nhưng mà trong số những cái tỉnh mà em đi qua có một cái nơi rất là ấn tượng, đó chính là Sóc Trăng. Anh em 83 xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, bà con cô bác. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa. Đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hiếu ước ta lư thiền. Đặc sản cũng như là những nơi đẹp của Sóc Trăng. Và để là một người hướng dẫn giúp cho mọi người biết rõ hơn về vùng đất này, xin giới thiệu người em của tôi. Mời em trai xuống đây nè. Về đây.
gái tâm thâm người bạn Khơ Me, nghe hát dù quê già điệu múa lâm thôn sốc sơ bãi bòn tàu na bòn tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa rập bóng, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Mời bà con cô bác đứng lên nhảy cùng với anh em tụi em nào. Hey! Hey! Đẹp quá trời đẹp. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đồi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt cuồn dòng phù sa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ư ta lư thiền. Về đây tâm thăm người bạn Khơ Me, nghe hát dù quê già điệu múa lâm thôn sóc sơ bãi bòn tàu na bòn tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhờ rợp bóng, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa rợp bóng, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Bây giờ sẽ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Xin mời. Phải bấm chữ A thôi các bạn ơi. Có bài nào mà vừa ca vừa múa như vậy không? À, bấm chữ A giùm cho em. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ, chào anh Khanh. Chào tất cả các anh chị cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là Trần Thanh Điện. À, và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Công việc hiện tại của Điện là gì nè? À, dạ, hiện tại thì em là một hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của ba vị khách mời còn lại khi xem tiết mục này. Em không những có một giọng hát hay mà em còn có một giọng nói rất rất là hay. Khi em cầm em micro em nói chuyện, em đối đáp với anh Đại Nghĩa với lại anh Bạch Công Khanh, anh nghe được giọng của em không có bị mờ, bị chìm vô giữa hai người. Em có tiếng nói sân khấu, em có học về cái đó đúng không? Dạ không ạ. À. À, dạ trước đó thì trước giờ em cũng chưa có từng học về thanh nhạc cũng như là về một khóa MC nào hết. À, cái này là bản năng thôi. À, ngày xưa thật sự là em cũng định là học nhạc viện. À, nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là tại vì trong nhà của em, gia đình của em chưa có ai học đại học hết. À, và hầu như là làm bằng những cái nghề tay chân như là nghề nông. Thì lúc đó thì em lại khi mà em đặt cái bút lên để mà em ký vào cái giấy tuyển đại học đó, thì lúc đó em lại suy nghĩ lại. Em nói là thôi mình chắc là mình sẽ học một cái nghề nào đó để kiếm tiền trước đã. À, và sau đó thì mình hả phát triển về cái đam mê của mình. Thật ra cái giọng hát của bạn rất là ngọt ngào, Cường nghe Cường rất là thích luôn á. Và không biết bạn có ý định để có thể phát triển hơn, lấn sân vào ca hát hay không? Bởi vì bạn hoàn toàn có khả năng, thì không biết bạn có ý định đó không? À, dạ có, đây là một cái đam mê từ nhỏ của em. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã gọi là cũng đã đạt được cái những cái công việc như ý của mình rồi. Và bây giờ bắt đầu em dần dần chuyển sang lại cái đam mê của mình.
và em cũng rất là mong muốn có một cái cơ hội để mà có thể phát triển lên một cái con đường chuyên nghiệp hơn ạ. Em cũng mong là qua chương trình này cũng sẽ là một cái bước đệm để cho em tiến xa hơn nữa nha. Chị cũng đồng tình với em là bây giờ với cái giọng này của em á, thì em nên phát triển, bởi vì khi em hát lên thì thật sự cái giọng của em á, nó không có một cái kỹ thuật gì hết, nhưng bù lại nó hát tự nhiên, thoải mái, giống như em nói là em làm nghề du lịch hướng dẫn viên vậy đó, giống như em hát, giống như em nói, em giới thiệu cho mọi người vậy. Cho nên em hát em không có phải nghĩ là hôm nay là thi hay gì hết, em hát với hết cái khả năng của em và em hát nhẹ nhàng thoải mái, và đó chính là điểm thành công của em ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ tụi em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Vài chung bước nói ngàn câu mến thương, nhưng
nay mình gặp đây, phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm cũng thương lỡ làng, em không trách. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Em tên là Hoài Thương ạ. Em đến từ thành phố Huế và hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, và Hoài Thương xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các anh chị trong ban khách mời, cũng toàn thể quý vị trong trường quay, cũng như quý vị đang xem truyền hình. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chào Hoài Thương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Trước tiên thì anh chúc mừng em đã hoàn thành cái bài hát vừa rồi. Theo anh thôi nha, anh nghĩ là em bị hồi hộp quá khi mà hát chung với lại một cái giọng hát vô cùng điêu luyện của chị Vân Khánh. Nhưng mà sau đó bắt đầu em bắt nhịp lại được. Bắt đầu em xuống đây và chị Vân Khánh chỉ đưa tay, chỉ dịnh em rồi. Hai người giao lưu rồi đi qua đi lại rồi nhìn cười. Bắt đầu em có cái sự thoải mái hơn và em ca bắt đầu nó chín hơn, ngọt ngào hơn. Đối với anh và khi mà em biểu diễn với Khánh ở tiết mục này thì anh thấy nó tròn bài. Đôi khi mình còn phải dò để mà mình bắt đúng tần số, mà bắt đúng tần số của Vân Khánh thì hơi bị lâu xíu. Nên nhưng mà em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại ạ. Dạ, Hoa Thương xin cảm ơn những lời chia sẻ của cả anh chị ạ. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê. Dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều.
qua cầu thương sang thương qua cầu dấu bầy hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu duyên lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về để lòng ai quên hết đau muôn nề ai em tôi qua lấy chồng thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Xin chào các anh chị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, chào anh Kim Tử Long và chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình qua truyền hình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Tánh Linh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính của em chính là đi hát ạ. Ngày hôm nay khoan đã em ơi. Hình như là cái số của anh sao? Linh Long nữa, trời ơi. Thật sự mà nói là nghe bạn ấy hát là mình phải cuốn theo bạn ấy á. Tại vì bạn ấy có cái giọng cao quá ha. Mới đầu vô cái điệp khúc là mình tưởng đâu là cao không tới. Yeah. Ai ngờ đó là cao vút luôn. Vì vậy cho nên là anh quên cái diễn luôn á. Yeah. Anh cứ nghe em hát rồi anh đang cuốn theo cái lời ca tiếng hát của em. À, em cho phép, cảm ơn em. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời ạ. Xin mời. Linh nói về diễn xuất thì rất tốt rồi. Không có gì, thậm chí nhiều khi Linh còn muốn lướt anh luôn. Muốn lướt anh Long luôn, đúng rồi, anh Long phải bơ bơ luôn á. Đương nhiên là đối với cái kỹ thuật hát của em thì không có gì phải bàn nữa. Giọng em là một giọng rất đẹp và giọng có kỹ thuật. Thật sự là nếu mà theo Đại nha thì giọng Tính Linh không phải là giọng sở trường này. Gặp Quốc Đại đi hát bài Một Đời Người Một Rừng Cây là ngay luôn. Vô luôn phải không? À, anh nghĩ là ở cái sở đoạn này nhưng mà Tính Linh đã làm cũng rất là tốt. Và nếu như đúng sở trường thì chúng ta sẽ còn thấy cô ấy tỏa sáng hơn nữa. Bắt đầu.
Thôi chọn số 5 đi. Thôi chọn số 3 đi. Anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Số 7 cũng được, số 7 dáng cũng đẹp. Nhưng mà hơi rủ tay xuống quá. Nhấn nút đi à. Số 8. Vẫn cương quyết chọn anh số 8 nữa. Anh Nguyễn Đình Vũ đã lựa chọn số 8. Và bây giờ là 4 chữ lắm. Với ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và người chơi trong căn phòng số 8. Là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Hãy bình chọn về cặp chân mày này. Không phải đơn giản mà tìm được một cặp chân mày tâm đầu ý hợp như vậy. Một cặp chân mày thiệt chứ không phải là dẻ mà tô đậm lên đâu. Bình chọn đi. Bé hát ok lắm. Tôi muốn phải được bình chọn nhiều hơn Út Mén hồi nãy. Bình chọn chung tôi. Hết giờ. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lẽ ra người ta bình chọn nhiều lắm đó.
mà bị gì cứ nói về cặp chân mày. Người ta lo người ta tập trung dòm cặp chân mày, người ta quên bám. Em trai áo trắng ơi, nếu như một lát nữa mà cái phần bình chọn em không nhiều thì em đừng trách khán giả. Đâu. Em hát rất là tốt rồi. Em hãy trách là trách hờn cái con người áo đen kế bên em đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em xin được chào các nghệ sĩ khách mời cùng tất cả mọi người có trong phim trường ngày hôm nay và quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em tên là Võ Duy Thành. Xin chào Võ Duy Thành, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mang tới cho chúng tôi một cái tiết mục rất là thú vị vừa rồi. Anh cảm thấy như thế nào với sự lựa chọn của mình? Là không sai khi mà cái cánh cổng số 8 vừa sập xuống một cái pạc là anh thấy bạn xuất hiện là coi như là ngoại hình là ăn 8 điểm rồi. Sau đó bạn bước ta từng bước đi của bạn rất oai vệ, rất nhẹ nhàng xuống đó rồi, ăn được 9 điểm rồi. Vừa bước xuống cất giọng hát cái trong lòng anh đã chọn bạn cho bạn 10 điểm rồi. Lần đầu tiên song ca cùng với một bạn mà không tập dợt gì để cho ra được một cái tiết mục. Quý vị, hy vọng là quý vị sẽ yêu thích và tiết mục này em mong lên trending thôi. Cảm ơn Nguyễn Đình Vũ rất nhiều. Sau khi mà Thành bắt đầu quen được với cái nhịp của Vũ rồi, quen được với cái không khí ở đây rồi, thì Thành bắt đầu bắt kịp. Đó là sau đó hai anh em cháy nha. Lúc đó rõ ràng là Thành rất là tự tin. Vũ lên sân khấu lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng dồi dào hết trơn á. Nó truyền xuống khán giả và mỗi lần bạn Vũ đứng lên sân khấu là khán giả ở dưới lúc nào cũng là nhún nhảy và theo cái ca khúc của bạn. Hai người hát với nhau á, càng về sau á càng rất là ăn ý. Và đặc biệt là Vũ á, như là càng về sau Vũ đẩy cho bạn á, đẩy cảm xúc cũng như để cho bạn được tỏa sáng á. Chị thấy em là đã bản lĩnh rồi đó. Với một người mà quậy sân khấu như vậy, quậy luôn ca sĩ hát, thì em đã lấy được tinh thần và em hát vậy. Và cái điều chị thấy là hôm nay có sự tình cờ phải không? Hát Bạch Công Tử phải không? Ý anh tính nói luôn á. Một người trắng thì mặc ở trong màu đen, một người màu đen thì ở trong màu trắng ra. Mà với lại cái gương mặt của em, vóc dáng của em ra rất là nghệ sĩ luôn. Chúc mừng em. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của các nghệ sĩ ạ. Thời gian dành cho Nam Cường bắt đầu. Hát chung với nữ đi Cường. Số 3 hoặc số 5 á Cường. Hả? Số 3, số 5 ok á ha. Số 3 cái đập đó. Hát với nữ đi em. 3, 5 bấm. Số 4. Anh đã chọn số 4. Bây giờ sẽ là Nếu Có Yêu Tôi và anh Nam Cường cùng với người chơi trong căn phòng số 4. Đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai, có khi tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Rộn ràng một nỗi đau hey, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Yeah. Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi thành mây khói.
mãi, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói, cát bụi làm sao mà biết mỉm cười, mà biết mỉm cười. Rộn ràng một nỗi đau, yêu. Bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Mười giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên xin cho phép em Vũ Đức Mạnh được gửi lời chào tới bốn anh chị khách mời, anh MC cũng như là quý vị ngồi trước trường quay và quý vị trước sóng truyền hình ạ. Xin chào Vũ Đức Mạnh, đây có phải là dòng nhạc bạn yêu thích không? Nó cũng nằm trong những dòng nhạc mà em yêu thích. Tại vì Khanh cảm thấy bạn tung hứng với nó rất là dễ dàng. Bởi vì tự dưng cứ nhạc lên xong rồi xuống rất là may, nhờ anh Nam Cường thấy anh sung quá, thế là em được tiếp thêm năng lượng. Thực sự rất cảm ơn anh. Không có đâu em, tại ngay từ đầu anh bị áp lực em á. Anh bị áp lực em, bắt buộc anh phải nhoi hơn, thấy không? Chứ bình thường anh lên anh đâu có nhoi dữ vậy đâu. Tại vì ngay từ đầu bước ra là trên cái ô số 4 á, là bạn đủ kiểu á, người ta đứng trên này hát cái đứng gì này đó. Không, có màn đấy ạ, chứ nếu bỏ ra là em không dám. Không, không thế dám. Đó. Dạ, nó xuống đây xong cái cũng áp lực bạn, mà may cái nhờ như vậy mà hai anh em mình cũng coi dạ. Bộ cũng ăn ý hen. Dạ, bắt tay. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Đây là một bài song ca, anh cứ nghĩ rằng là thu âm rồi không à. Cả hai người đều hát tốt một cách bất ngờ. Tự nhiên em thấy em muốn quay về làm nhạc sĩ nhiều hơn làm ca sĩ anh. Đúng rồi, anh ủng hộ. Hổ thẹn với lại, ủa anh ủng hộ hả? Anh ủng hộ. Dạ, cảm ơn. Cái ủng hộ của anh mà em nghe nó hơi buồn buồn ha. Dạ. Em có một cái màn trình diễn xuất sắc quá em ơi. Em ra em nhảy, em nhúng từ ở trên bước xuống. Anh cảm thấy như em không phải là kiểu là thí sinh anh. Dạ. Rõ ràng bạn này chắc là phải có đi hát, phải có trình diễn nhiều rồi mới có được một cái sức mạnh mà trên sân khấu bùng nổ như vậy được. Cái điều ban đầu khi anh nghe em hát và em xuất hiện, bạn này giống Quang Hà ta đó. Nhưng mà một hơi thì cái suy nghĩ đó nó không còn trong đầu anh nữa, bởi vì anh bị thuyết phục và bị tập trung hoàn toàn vào cái phần trình diễn của cả hai. Cái mà anh thích của em á là không phải là một cái giọng hát trau chuốt quá nhiều hay là một cái giọng hát nó quá kỹ thuật, mà cái cách em hát như em kể chuyện á, anh thích cái kiểu đó đó. Và hai anh em đã kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện quá dễ thương, yêu đời. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ. Vâng ạ, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Một tràng pháo tay nữa cho tiếng một của chúng ta.
em lên em đón bạn xuống được không anh? Dạ. Dạ đẹp trai quá. Vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm sang long lanh, ôm rách nát không tâm linh, ôm tiếng hát không ơi dung nghèo nàn. Còn yêu chi hoa ngày xanh heo hon vì mong manh, bỏ quên lại người sau ngỡ nơi còn gần nhau gần thắm thiết trong môi sầu gần bối rối biên giới từ lòng đau. Giờ này còn cầm tay cầm chắc mối duyên bé bàng cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng cầm ra nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu về mình nhé. Chào tất cả ban khách mời và tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Duy Long, xin chào các bạn. Khánh xin chào anh Duy Long, cho Khánh hỏi công việc hiện tại của anh là gì? Công việc hiện tại thì anh kinh doanh, nhưng song song đó thì anh vẫn đi hát. Dạ, ngày hôm nay hát với một cô gái đẹp thì anh có bị khớp lắm không? Lúc đầu là cũng khớp, nhưng mà khi mà thấy Quỳnh giao lưu rồi hợp quá thôi, hết khớp luôn. Khi mà ảnh bước xuống thì em thấy phong thái của ảnh rất là tự tin. Và khi trong khi mà ảnh hát đó, ảnh có giao lưu bằng ánh mắt với em. Cái điều này á, phải là một người đã đi hát nhiều rồi á. Em cảm giác một người đi hát nhiều rồi thì mới tinh tế trên sân khấu đó như vậy. Dạ chính xác ạ. Không biết các khách mời ở bên dưới có nghĩ như vậy không? Anh rất là chúc mừng Quỳnh.
mình tưởng mình hột cái kia đúng không? Dạ. Hột cái số 3, ai ngờ được số 1. Dạ, mà khi em đứng trên này em cảm giác sự kiên định của mình là chính xác. Em sẽ phát huy sự kiên định này nhiều hơn. Em nên tin vào những người đàn ông lịch lãm và không nói quá nhiều, luôn luôn rất là trầm lặng. Dạ. Họ có cái sự gọi là vững chãi ở trong đó, dạ, đúng không em? Dạ, anh còn làm kinh doanh nữa. Không những là có thể cùng đi hát với em mà còn làm ăn chung với em. Ủa rồi bạn chọn người hát chung hay là bạn chọn ý chung nhân vậy? Ủa, từ đầu là Quỳnh nói rồi mà. Dạ không, em chọn người hát chung nhưng mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thì hát chung sẽ hay hơn à. Dạ. Không, nói giỡn thôi chứ anh Long thì giờ cũng thấy là anh có một cái giọng hát rất là lạ, hơi đặc biệt, nam tính, có một chất lãng tử ở trong đó, mình không có khe nhiều quá trong cái việc xử lý chi tiết này nọ, và cái đó là cái đặc trưng của anh. Nó cảm giác là làm cho người nghe cảm thấy nó rất là dễ kết nối với anh. Và vì thế mà với một cô gái hơi mong manh như thế này, hoặc là tỏ ra mong manh như thế này. Thôi tỏ ra mong manh thì cái sự vững chãi này trong giọng hát cũng như phong cách của anh rất là hòa quyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc ơi, chị nghĩ gì về tiết mục này? Trời ơi, nói chung là Ngọc có biết anh Duy Long, cho nên là có biết là giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là đẹp rồi. Rồi xong rồi tự nhiên tụi mình cảm thấy mừng cho nhỏ em. Này, chị chúc mừng dạ, em. Màn dạ. trình diễn rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Còn anh Quốc Đại ạ? Anh thì anh cực kỳ lo lắng khi mà Long xuất hiện xuống, là Duyên Quỳnh coi như là không lo hát nữa. Anh đang rất là lo là em sẽ không nhớ đường em vô luôn. Nhưng mà cũng may là Long là rất là nhạy. Cảm ơn các khách mời rất. Đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hàm Đế Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Hàm Lê Trương. Xin chào bạn. Dạ. Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hàm Lê Trương, tác giả của ca khúc đã song ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu. Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm.
và em hát cái bài hát này đó, đúng là cái nội tâm của em nó có đặt trong bài đó, trong cái bài hát của Hamlet Trương. Nhưng mà anh nghĩ rằng không phải là bài hát này đâu, mà tất cả những bài hát gì mà nói về dân ca trữ tình nó rất hợp với giọng hát của em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Thanh mời anh Hamlet. Bạn rất là ngọt ngào và bạn có cảm giác là mình đang thật sự được hòa vào câu chuyện Lan và Điệp. Ban nãy là mình có thấy cái chuông ở đây luôn á, chuẩn bị nghe tiếng gõ chuông chùa luôn rồi. Nghĩa là hình dung ra được cả cái hình ảnh dạ. đó. Và hôm nay là bạn diễn lại, tiếp tục dẫn chương vào cái câu chuyện của chính mình đã viết, nên là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Cảm ơn Hamlet rất nhiều. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến với một đêm chà vũ. Cho em là xinh nhất nơi đây, ha ha, đẹp xinh. À ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi, ha ha, sáng ngời. À ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái em, ha ha, em. À ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi. Đêm nay
Thưa quý vị, và đó là tiết mục song ca đầu tiên của anh Đại Nghĩa cùng với một người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ bình chọn chỉ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Đại Nghĩa chỉ là một nhiệm vụ là hỗ trợ và giúp cho các bạn tỏa sáng mà thôi. Và 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời. Cảm ơn anh Đại Nghĩa, chào anh Khanh và tất cả quý vị ở trường quay cũng như là quý vị đang xem trên màn ảnh nhỏ ạ. Xin chào. Dạ, em tên là Trần Thị Như Mai. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do, hát tại các phòng trà và tụ điểm hàng đêm ạ. Xin chào Như Mai, rất là dễ thương, một nụ cười luôn nở trên môi. Chị Hải Yến ơi, chị cảm giác như thế nào sau khi nghe Như Mai cùng với anh Đại Nghĩa song ca? Lúc mà anh Đại Nghĩa chọn Như Mai lúc đầu á, thì Hải Yến nghĩ rằng là chắc chắn là Mai cũng sẽ thể hiện tốt cái bài hát này thôi. Và khi hát cùng với anh Nghĩa, anh Nghĩa như một cái điều gì đó nó rất là dễ thương. Một chàng hoàng tử trong mơ của một cô công chúa dìu dắt từng bước nhảy. Và khi đó thì Hải Yến nghĩ rằng là quý vị khán giả khi mà theo dõi trên truyền hình cũng sẽ thấy rằng là Mai có một cái nụ cười rất là tươi, rất là rạng rỡ và một ánh mắt rất là hạnh phúc khi được biểu diễn chung với anh Đại Nghĩa. Chúc mừng Mai. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Anh Đại Nghĩa ơi, anh nghĩ sao về người bạn diễn này? Dĩ nhiên bạn ấy là một cái cô gái xinh đẹp và Mai cũng sở hữu một cái giọng rất là hay. Anh chỉ đứng bên anh nhảy múa cùng với Mai cho Mai cảm thấy là Mai thoải mái, Mai tự tin mà thôi. Cảm ơn chia sẻ của anh Nghĩa. Không biết Tuấn Nghĩa thì sao? Em thấy là anh Đại Nghĩa chọn thí sinh quá là hay luôn, quá là mát tay luôn. Em bắt đầu thấy lo cho em rồi đấy. Đó là suy nghĩ của Tuấn Nghĩa. Anh Nguyễn Đình Vũ, anh đang lăng tăng điều gì thế? Sân khấu rộn ràng, tiếng hát vui vẻ, âm nhạc vui tai, cộng lại hết tất cả mọi thứ để có được một cái tiết mục tuyệt vời như vậy. Bạn phải cảm ơn anh Nghĩa cũng như là cảm ơn dàn âm thanh, ánh sáng, mọi thứ, và cũng phải cảm ơn tôi. Đúng. Ủa là sao? Ủa? Có cái gì dính với em trong đó vậy Vũ? Phải cảm ơn tôi là tại vì nếu như mà tôi mở màn lên tôi chọn chúng em thì có lẽ em sẽ không hát được tuyệt vời như hát với anh Nghĩa. Thưa quý vị, và đó là những chia sẻ rất là dễ thương. Và cảm ơn Như Mai cùng với anh Đại Nghĩa vì đã mang đến một tiết mục song ca rất là tuyệt vời. Trốn nào
thưa quý vị, đó là Đừng Lừa Dối. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc, cảm ơn quý vị rất nhiều. Mặc dù Khanh luôn là người phải đính chính chương trình, mình không có sắp xếp, nhưng tôi cảm thấy quan ngại với chính mình khi mà cái sự đồng điệu này nó đang diễn ra trên sân khấu và nguồn năng lượng gần như là giống nhau. Anh Vũ, anh nghĩ gì về nguồn năng lượng này? Cái áo trắng của em với của anh lúc đầu mình bị người ta dè biểu, cuối cùng mình ra khán giả vỗ tay quá trời. Không, mấy anh chị dè biểu mình chắc cũng ngồi. Alo. Anh để em khúc này. Mời em. Thật ra nếu cái áo trắng đó nếu ở vai của bạn nam này thì không hề bị dè biểu. Được. Cái bạn kia mặc áo trắng vừa hợp lý hết sức. Đúng luôn rồi đó. Anh không? Yeah. Cái tấm mic áo trắng với cả cái quần da đẹp ngất ngây, cái giày màu trắng cũng đẹp ngây ngất. Nói chứ Ngoại Đình Vũ cảm ơn em. Khi em bước xuống đây em cất cái tiếng hát đầu tiên lên, tôi nói rồi vô rồi. Được cái đĩa xuống cặp giò của em. Anh móc cái giò anh trước. Dạ anh thấy em móc theo. Anh nói vô thêm một rồi. Thì đúng vậy là vô một khúc. Oh. Hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ em xin được chào tất cả các anh chị ạ. Em hôm nay em rất là vui. Em tên là Đức Phạm. Và có bao nhiêu là em chơi bấy nhiêu với anh Vui. Bởi vì là mình đã xác định mình đã tới đây rồi mà gặp anh. Em cũng theo dõi anh rất là lâu rồi và thấy là cái nguồn năng lượng của anh tỏa ra trên sân khấu quá đẹp, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vời. Nhưng mà qua cái phần trình diễn này nè, anh mới nhận ra một cái điều. Khi chia tay chúng ta thường hay có hai cái thái độ, đúng không? Dạ. Với bạn Đức Phạm á, là một cái thái độ chia tay rất văn minh. Em về đi, em về đi. Đúng rồi đó. Cái kiểu mà chia tay mà vẫn có thể làm bạn được, đúng không? Không, cái kiểu cái anh còn anh Vũ làm... nè. Em về đi. Tuấn Nghĩa, nói giùm anh một câu coi có không? Em từ nãy đến giờ em không nói được câu nào nữa rồi. Thấy chưa, người ta muốn bên em mà mọi đúng, người đúng không? Em đang nói là mọi người nói đúng quá, em đúng không nói được câu nào nữa. Bây giờ sẽ là chia sẻ của chị Nguyễn Hải Yến. Cái bài hát này bạn hát giống như kiểu bạn đang đi chơi, đi dạo, hát rất tự nhiên. Và chính bản thân Hải Yến là cái người bị cuốn theo cái gương mặt của bạn, những cái bước chân của bạn, những điệu nhảy của bạn, cái cách mà bạn thể hiện trên sân khấu. Vâng, cảm ơn phần thể hiện của Đức Phạm cũng như là những chia sẻ của các khách mời. Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng vội tan biến. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này, anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Xin mở cửa ạ. Mình ngồi đây hết ha. Ngồi luôn. Ngồi bên em mất mắt không rời xa nhé anh. Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên. Để em ở trong tình yêu của riêng đôi mình. Đánh thức vội chi hỡi anh. Đến thứ vội chi hỡi em, ngồi bên em
chẳng mong thêm điều gì, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên mãi tươi cười. Ngồi bên em ấm áp không rời xa nhé anh, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên, để em ngồi trong tình yêu của riêng đôi mình, để thương vội chi hỡi anh. Ngồi bên em mãi mãi không rời xa nhé anh, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Chẳng mong thêm điều gì, chẳng mong anh thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên, mãi tươi cười. Chẳng mong thêm điều gì, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên, mãi. Quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này ạ. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến anh MC quá là đẹp trai Bạch Công Khanh ạ. Cùng ba vị khách mời, đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, cùng tất cả các khán giả có mặt trong trường quay, cũng như là tất cả các khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Cát Tường. Hiện em đang là giáo viên môn toán, nhưng mà có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Wow, bạn dạy cấp mấy ạ? Dạ, em dạy cả cấp 2 lẫn cấp 3. Yeah. Con mình sắp lên cấp 2 ạ. Yeah. Em sẽ không từ chối đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời còn lại chia sẻ về tiếng hát của Cát Tường. Tôi nói thật là chưa bao giờ tôi thấy nhạc sĩ Nguyễn Trung là có cái trạng thái nó bị luống cuống thế này. Bởi vì anh là một người rất là hoạt ngôn và rất là sắc sảo trong lời ăn tiếng nói, mà người hôm nay đến với Song Ca Giấu Mặt là từ vòng trước cho đến vòng này là bạn hầu như là rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên. Bạn ấy rất là tung tăng, không tập trung làm việc được anh ạ. Hả? Không tập trung làm đúng nhiệm vụ của đó, mình được. Không phải tập trung mà là nó bị phân tán về tất cả phân tâm đấy. Trung được partner với những cái bạn mà rất là dễ thương, rất là hồn nhiên và nhí nhảnh. Cái giọng hát đó cũng lây ảnh hưởng sang đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, là làm cho bạn ấy cũng hồn nhiên và cũng dễ thương theo. Yeah. Không làm gì có bao giờ cái động tác này trên sân khấu của Nguyễn Văn Trung. Chưa bao giờ có. Còn anh Nguyễn Hoàng Duy thì sao? Anh có vẻ rất là khoái chí. Thế mình đừng cho Duy chia sẻ được không? Anh sẽ có một vài cái chia sẻ nhỏ đó là... với bản thân của mỗi người thì có thể mình sẽ tham gia vào một cái chương trình nào đó, nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng. Và anh cảm thấy rất là vui cho bạn của anh, đặc biệt là ngày hôm nay lại vui hơn, vì có vẻ như bạn anh tham gia vào chương trình Song Ca Giấu Mặt để tìm lại tuổi thanh xuân của mình hay sao á. Tức là đôi khi không cần thiết phải xô giọng hết tất cả mọi thứ, rất là kinh khủng. Tiếng hát của em nó rất là trong trẻo và nó cũng mang đi rất nhiều, như cái vòng trước rồi đó, rất nhiều những cái điều tiêu cực của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã bị xóa tan đi, và thay vào đó là một bầu trời đầy tích cực và đáng yêu. Cũng lâu lắm rồi anh mới thấy bạn anh ngồi vòng trái tim như vậy đó. Một cái tiết mục rất là đáng yêu. Khi mà tham gia chương trình Song Ca Giấu Mặt và thực sự được, khi mà được vô tình chọn trúng hai bạn cùng chơi, nhất là em, thì anh có cảm giác là mình trở lại những cái năm tháng ngày xưa, những cái năm tháng rất là vô tư. Mình viết nhạc chỉ đơn giản là vì mình thích, mình viết nhạc chỉ đơn giản là vì mình viết cho cái người mình yêu, không có một cái sự cân nhắc, tính toán hay là buồn phiền khi mà những cái điều mình mơ ước nó không thành hiện thực. Anh xin cảm ơn em vì cái điều đó. Cảm ơn chương trình. Ngọt ngào quá. Và chương trình cũng cảm ơn vì sự có mặt của anh Nguyễn Văn Trung. Thế còn Duyên Quỳnh, em thấy ngày hôm nay anh Trung là một con người hoàn toàn khác, thì em phải cảm ơn Cát Tường rất là nhiều và cảm ơn cả bạn ở vòng trước nữa. Đã khai phá. Dạ, ra. Đã, không phải anh, không phải khai phá. Đã bỏ đi lớp vỏ bọc của anh. Kéo anh Trung trở về với bản chất thật của anh nè. À, là dạ. Khá là trẻ con. Hôm nay tiết mục này là một tiết mục mọi người có thể cùng tận hưởng cái bầu không khí trong trẻo hồn nhiên đáng yêu. Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay nữa cho tiếng hát của Cát Tường và sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Thank you.
thật lâu với người anh yêu. Trời ơi. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Đầu tiên cho Khanh gửi lời chào đến bạn. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi tới 4 vị khách mời cũng như khán giả có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Một lời chúc sức khỏe cũng như là một lời chào trân trọng nhất. Xin chào bạn, tên của bạn là gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoàng. Xin chào Nguyễn Văn Hoàng, công việc hiện tại của Hoàng là gì? Dạ, công việc hiện tại của em là đi hát tự do. Dạ, cảm ơn Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều. Các khách mời, chúng ta có chia sẻ gì về tiết mục này không ạ? Em có sở hữu được một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và anh Vũ nghĩ trong thời gian tương lai sắp tới rằng là chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau đó. Không nói nhiều. Anh Nghĩa ơi, anh nghĩ gì khác không ạ? Cái bài này thật ra bây giờ nếu như mà em hát một mình thì cũng hay. Còn nếu như một mình Yến hát cũng hay luôn. À, lần đầu tiên anh nghe Yến hát cái bài này anh cũng giật mình luôn. À, cái giọng của Yến hay thì từ xưa tên anh vẫn biết. Cho nên đây là hai cái phiên bản đặc biệt hay mà ráp lại vô với nhau thì nó cũng là một cái bản hay luôn. Chúc mừng cả hai. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và hy vọng rằng Nguyễn Văn Hoàng sẽ nhận được phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu bạn ấy sẽ là hai người có phần trăm bình chọn cao nhất. Giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa. Các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo, công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm không, đầu. Anh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tin thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sao càng ngày em càng lại mất đi cái đấy? Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa vậy là anh Nghĩa bớt múa lại để cho anh khỏi hồi hộp. Anh người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa?
Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là nói chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tiết Cương có cảm giác như là chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo, với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nha. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiết Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không? Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Thanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á. Đêm dài nghe tiếng giọng cô buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyền đang đón gió thu về. Còn nhớ bóng con đò,
câu hát ly chờ mong. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim duyên có bạn có bầy, nỡ sao anh để lẻ bầy lòng. Cô nhớ hoài tình em. Ngọt ngào quá đúng không quý vị ạ? Cho con xin thêm một tràng vỗ tay nữa. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. Và A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ, và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh, nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm đúng không quý vị? Dạ, em đấy là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường anh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi rất là ngọt ngào và Thiên thấy rằng là anh Minh luôn rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh luôn cũng vậy, cũng rất là trầm ấm và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc Thiên. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là anh là người miền Tây hay là người ở trong Nam. Cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. Giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm á. Tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn không? Anh cười anh Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cảm cũng ơn rất anh là ạ. Rất là, nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Nếu diễn chung với anh Tiết Cương là cảm tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở.
Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi. Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Con đường
Thưa quý vị, và đó là tiết mục song đấu của Di Nhi cùng với Bùi Văn Đại và ca khúc Con đường màu xanh. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay cũng sẽ có 10 giây để bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như chọn Di Nhi, quý vị nhấn phím A. Chọn Bùi Văn Đại, quý vị nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Khán giả tại trường quay rất nhiều và lát nữa đây chúng ta sẽ biết được kết quả. Còn bây giờ thì Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Quốc Thiên, bởi vì đây là hai người chơi đều đã từng song ca với anh trong song ca giống mặt. Thiên rất là vui khi mà hôm nay Thiên may mắn được hát với hai bạn Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Hai bạn đã hát hết sức mình, rất đầu tư vào trong cái tiết mục của mình. Cái điều đấy là cái điều mà Thiên rất là trân trọng, Thiên rất là cảm ơn các bạn. Đại cũng rất là cố gắng, cái giọng của Đại là đặc trưng là ấm áp ấy. Nên là khi mà hát lên người ta có rất là có thiện cảm. Còn Nhi Nhi thì là một cô gái hát rất là chắc chắn. Và chúc mừng hai em, Đại và Nhi ngày hôm nay nhé. Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của anh Quốc Thiên. Trong cái thời gian ngắn thôi, Nhi đã xử lý được rất là tốt. Mình không có nằm trong cái vùng an toàn mà thoát ra cái vùng an toàn luôn. Mà có thể feel được cái điều đó. Tôi xem hai bạn hát mà tôi cảm giác như là đây không phải là tiết mục hai bạn mới vừa tập. Cảm giác như hai bạn đã hát chung với nhau rất là lâu rồi, rất là tự tin. Theo cái ý kiến riêng của em ấy, thì ca khúc này Đại hát rất là tốt. Về Nhi thì em hát em rất là tự do. Rồi em bè nữa, em bè cho Đại. Rồi xong là em cũng rất là chủ động trong cái phần hát của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất khác nhau của các khách mời. Và bây giờ khách mời quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Chúng ta có hai con số là 51% và 49%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát nhận được 51%. Xin chúc mừng Bùi Văn Đại. Bùi Văn Đại chính là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mặt. Bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Chúc mừng. Và chúc mừng Quốc Thiên, đây là giọng hát đã song ca cùng với anh. Sương lặng lẽ bên em, đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vắng. Nỗi nhớ.
Rất tuyệt vời thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái có một chiếc áo rất là xinh xắn và một giọng hát cũng rất là lãng mạn. Trước tiên thì Hiền Lê xin được gửi lời chào đến tất cả bốn nghệ sĩ khách mời, anh Bạch Công Khanh cùng toàn bộ tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người. Hiền Lê thì là một nghệ sĩ chơi đàn violon và cũng đôi lần được kéo đàn cho anh kia nhắc hát rồi ạ. Và hôm nay rất là vui khi được hát cùng với anh. Chị là người quen. Xin chào chị Hiền Lê. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm, bởi vì khi mà chị Hiền Lê hát thì Hồng Gấm đã quay sang Khanh nói là đây là người quen. Dạ. Xin chào Hồng Gấm. Dạ chị. Em thì có cơ hội được làm việc chung với chị Hiền Lê rất là nhiều show rồi. Chị là nghệ sĩ kéo violon. Nhưng mà em rất là bất ngờ bởi vì hồi đó giờ em chưa được nghe chị hát. Và hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em được nghe và em thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì cảm thấy rồi, sắp có một đối thủ cạnh tranh rồi. Em rất là ấn tượng với cái phần biểu diễn vừa rồi của chị. Cảm ơn anh chị, một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn những lời khen của ca sĩ Hồng Gấm. Anh Hoàng Bách ơi, anh đang nghĩ gì đấy ạ? Tiếng hát này có làm anh sao động tí nào không? Cái giọng hát này đối với Bách là hơn cả mức sao động. Bởi vì đầu tiên là cái bài hát đã. Cái bài hát đưa mình về một cái ký ức mà lúc đấy mình là một cái cậu bé mới lớn, thanh niên, bắt đầu tuổi thanh niên. Và thực sự nó rất là mơ mộng. Một bài hát rất mơ mộng. Rồi nghe giọng hát thì mình bảo là đây rõ ràng không phải là một cái ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà có cái gì ở bên trong đó. Mình cảm thấy là về nhịp phách, về cao độ, về cách xử lý thì mình thấy nó có cái bài bản ở trong đó. Thế thành ra Bách rất là bất ngờ khi mà cuối cùng biết được đây là một người đồng nghiệp trong giới chơi nhạc của mình. Anh không biết là sau cái cuộc thi này thì em có tính là đi làm ca sĩ chuyên nghiệp không, thì anh không biết. Cái đấy nó sẽ là cái quyết định của tương lai. Nhưng ít nhất thì mình đã thấy là một cô bé yêu hát ngày hôm nay thực sự là hạnh phúc với tiếng hát của mình trên sân khấu và được nâng đỡ, cổ vũ bên cạnh bởi một anh chàng rất đẹp trai nữa thì quá tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Nhân tiện đây thì em cũng phải thực lòng là violon á là định mệnh của em, là máu thịt của em, nhưng mà còn ca hát thực sự nó là đam mê của em.
em chỉ biết là em đã tìm được đam mê của mình, đã tìm được cái điều mình muốn làm trong cuộc đời thì em sẽ làm thôi. Em sẽ cứ làm bằng những cái gì mà em có, bằng tất cả những cái hạnh phúc của em. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho màn song đấu này. Nếu như quý vị muốn bình chọn cho tiếng hát của Phan Anh Quân thì nhấn phím A. Nếu như quý vị muốn bình chọn cho tiếng hát của Lê Công Quốc thì nhấn phím B. Quý vị cũng sẽ có 10 giây. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay một lần nữa vì đã giúp chúng tôi đưa ra những kết quả bình chọn rất là kịch tính. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để xem phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Lê Công Quốc và Phan Anh Quân là bao nhiêu. Trước mắt chúng ta là hai con số 49% và 51%. Có nghĩa là trong đây có một người nhận được 51% và dĩ nhiên 49% là của người còn lại. Người nào nhận được 51% sẽ là người chơi giành chiến thắng trong song ca giấu mặt. Và kết quả là... Cảm ơn Lê Công Quốc rất nhiều vì đã dành thời gian để tham gia chương trình của chúng tôi. 10 giây, bắt đầu. Tự hát cái nữ cho anh ha. Tự hát cái nữ đi, cái tông giọng dễ hơn. Bấm đi Liên ơi, 3 năm. Bấm nút đi ạ. Các vòng số 3. Bây giờ sẽ là Liên Khúc 20, 40 và Kim với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong căn phòng số 3. Ngày anh 40
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả bốn vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì ạ? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Carol. My Carol. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ, em theo ca hát từ nhỏ nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Nam Cường đây. Anh Nam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược rồi về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo, tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á, tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm liền, ây da bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra, nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật, nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Bật giọng em rất lắm. Sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuất mặt cất giọng hát lên, thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý. Và Liên cũng với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều. Yeah. Liên chị giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng, tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau, nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Thời gian của anh bắt đầu. Và xin mời anh quyết định. Và bây giờ sẽ là tiết mục yêu. Yêu là tiếng cuồng quay nhịp đập ta khát khao. Sầu đau buồn phiền ta sẽ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay. Yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời nói ngọt ngào nhưng trắng phai. Yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau. Yêu mà sao tình em vội lãng quên. Yêu anh nói
tình không gian dối, tình yêu tình không tiếc nuối. Chót yêu nhau dù thương đau, mình mãi bên nhau không dừng xa. Yêu là tim còn quanh người đẹp ta khát khao, yêu là mà sầu đau buồn vui ta sẽ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng trắng phai, yêu cần chi ánh mắt mà cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Thời gian bình chọn của quý vị khán giả dành cho cô gái vừa hát xong ca với anh Nam Cường. Nếu chọn, chúng ta chọn phím A. Nếu không chọn, sẽ nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Xin chào anh Bạch Công Khanh và xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là anh Nam Cường cũng như là ban chị khách mời còn lại ạ. Em là Hải Phương. Xin chào Hải Phương. Dạ. Ở cái ca khúc này á, Vũ thấy được cái sự tập trung của bạn rất cao độ. Khi bạn vừa bước ở chỗ đó xuống, đứng trong trọng, có nóng nha quý vị, có một cái sự nóng nực tại vì nó một không gian kín. Cái cọng tóc của bạn nó bị dính ngay trên cái má bên tay phải của bạn, nhưng bạn tập trung vào cái giọng hát từ đầu cho đến cuối, cho đến khi mà hết bài nhạc, nhìn anh Nam Cường cười một cái bắt đầu mới dạ em cảm ơn, mới vuốt nó qua. Điều đó em sẽ mang cho em một cái sự hấp dẫn, sự chuyên nghiệp, hấp dẫn những cái điều tuyệt vời nhất, em mới có được cái màn trình diễn tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn anh Vũ. Tại vì sao? Tại vì khi mà Cường với lại Phương đang hát á, anh có liếc nhẹ. Ủa liếc nhẹ hả? Nặng lắm, em thấy anh nặng lắm luôn á. Liếc qua bên tay phải hả? Liếc nhẹ qua đây thì thấy Vũ ngồi coi vậy nè, ngồi nghe mà say mê đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tiết mục này, cái sự phối hợp của hai bạn rất là ăn ý. Hai cái giọng nó hòa quyện vô với nhau. Một người thì nói về tình yêu một cái kiểu như là cua nghiệt,
nóng bỏng dữ dội. Còn một người bên đây nói về tình yêu bằng một cái sự thâm trầm, cái nhẹ, sự sâu nhẹ, sắc đỉnh đạt. Tự nhiên hai cái con người đó với hai cái giọng hát nó kết hợp quyện với nhau trong cái bài này, mình thấy nó hòa quyện, nó tuyệt vời. Chúc mừng. Đó chính là yêu đấy ạ. À. Và thưa quý vị, tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước.